Anh đành trốn sâu tất cả yêu thương về em vào nỗi đau. Và không nhắc tên em mỗi khi giấc mơ ùa về. Nhưng điều đó thật khó, nên anh phải đứng từ xa nhìn em giữa dòng đời ta lạc mất nhau. Anh hãy làm người yêu em, anh hãy là người chăm lo cho em. Và anh không thể làm được điều đấy. Anh đành trốn sâu tất cả yêu thương về em vào nỗi đau. Và không nhắc tên em mỗi khi giấc mơ hòa về. Nhưng điều đó thật khó, nên anh phải đứng từ xa nhìn em giữa dòng đời ta lạc mất nhau. Và không nhắc tên em mỗi khi giấc mơ hòa về. Ai à? Đây. Thỏ chứ. Thỏ nhỉ? Chàng đâu hết rồi. Hai mấy đéo này cho nó nhàn. Dạ. Đéo này cho nhàn. Anh sẽ cua cho không? Hả? Lạc thế. Dạ. Lạc thế. Ồ. Anh là được. Không ai được đâu, để tới chỗ nhau. Không ăn được. Em bảo không ăn được rồi. Bọn em đã được tiêm chống đề kháng nhỉ? Chưa. Anh được tiêm rồi. Được tiêm rồi mới được ăn nè. Ừ. Sợ thế nhỉ? Ừ. Anh này vào bị này hỏi. Bị lạc. Nhờ? Lác lác. Ôi trời. Cho mày vào lên cái đằng cua này. Hử? Không phải mặn nhạt. Ôi trời. Sao lại cho nhện vào cua là nào? Gì? Ướt à? Không. Mềm nhũn. Cay á. Ừ. Đắng hê. Bắt đầu à? Vâng. À.
cua. Đó. Bác xuống bên kia. Chả to nhỉ. Vâng. Vâng. Nhiều lắm bác. Nhiều lắm. Măng nữa. Măng tre. Măng tre. Tre tre mương. Mày gọi 1588 như nào? Dạ. Gọi thằng Tùng nhỉ, gọi mày nào. Không gọi được. Viết xem ấy thì gọi là được. Sim vào cái TV na nó mới đi được. Gọi thằng sim kia. Dạ. Gọi sim kia. Sim kia số mấy bạn không gọi được. Bây giờ không bận nữa đâu. Thêm mấy mới là không bận nữa. Chúng nghe gọi rồi à? Thế thay mỏng ra khơi tối là tụi em lớn. Chắc tối không về. Nếu mà tôi chưa không nhìn lớn. Ôi giời, đây chưa nấu cho bố nhất. Đợt này mà bố mà không về chắc là loạn. Loạn. Em bố em đi không về, em chỉ thích mẹ em đi làm đêm thôi. Em gọi lại. Làm ngày tôi không đi được à? Dạ. Hôm ngày tôi không đi chơi được à? Có mẹ em tù tố em không về, em vẫn xuống đi chơi, à, em vẫn đi được đi. Em chưa nghe em phải nói gì hết chưa, em chưa bố em nói. Bố em ở nhà thì em chưa, em mới dám về. Em mà không ở nhà thì lâu em đi về. Mới đút quay nữa không? Không nói ông đi bố bố mồm bố em à? Mày không nấu mày về nhà mày không nấu mày vác mẹ mì tôm pha cho nó ăn. Ôi trời ơi. Ừ. Mày có ăn mì tôm không? Đi bạ không ăn mì tôm bố đấm chết bạ mày. Không được. Không được. Nào.